Chào anh em, chào anh em trở lại với Đại Nam Sky Music nha. Hôm nay bên mình về một số mẫu là gồm có Cuban 2 Black and Brass, Acton 2 màu nâu và Tufton màu đen chữ trắng và một số tai nghe. Thì hôm nay mình sẽ khui hàng cho anh em coi nha. Đợt này là mình chỉ về có 5 Cuban 2 Black and Brass thôi nha anh em. Màu này là màu anh em rất là thích. Đây là màu đen chữ trắng nha. Alo, xin lỗi, màu đen chữ vàng. Hàng của Ash á, thì lúc nào anh em nhớ cho mình á, là khi mua hàng của Ash lúc nào cũng xem hai cái tem nha. Đầu tiên là tem 7 màu của Ash nè. Đó, anh em thấy không? Đó, tem 7 màu. Rồi cái thứ hai á, là nó sẽ có một cái tem thông tin sản phẩm ngay ở phía sau này luôn. Đó, ghi rất là rõ là công ty Ash Việt Nam rồi hàng hóa như thế nào. Đây là Ash là đại lý phân phối chính thức của Marshall tại khu vực Đông Nam Á. Nên nếu như mà anh em mua hàng từ Ash thì anh em rất là yên tâm ha. Rồi tiếp đến thì sẽ là Acton 2 Brown. Acton 2 màu nâu này thì bữa giờ rất là nhiều anh em hỏi mình, thì đến bây giờ thì mình mới có hàng. Cái màu nâu này số lượng của nó rất là giới hạn nha anh em, cho nên nếu như mà anh em thích thì anh em đặt đi. Màu đen thì nhiều, chứ còn màu nâu thì ít lắm, số lượng rất là ít. Đó, như anh em thấy nè, là tem 7 màu của Ash ha. Lúc nào cũng có hai tem, một cái tem 7 màu chống hàng giả với lại một cái tem ghi rất là rõ thông tin sản phẩm. Thì nếu như mà anh em muốn check cái số series á, thì anh em cứ gọi cho cái số điện thoại ở trên cái tem này nè, rồi anh em đọc cái số series, anh em check. Đó, còn ở phía sau á là em thấy không, là Marshall Acton 2 Brown EU ha, rất là rõ. Rồi, tiếp theo sẽ là Tufton. Cái mẫu này thì bên mình hết hàng cũng khá là lâu rồi. Hôm nay thì mới về lại, số lượng rất là ít. Cái Tufton này á, là dòng mà có công suất lớn nhất của dòng có pin nha anh em, 80W. Và con này á, thì cái đặc điểm của nó là nó vừa có loa twist, vừa có loa bass và một loa tàn giải. Cho nên là cái lượng bass của em này rất là kinh khủng, 80W, chơi được khoảng trên 10 người mà nghe nhạc remix các kiểu rất là ok luôn. Tức hàng của Ash lúc nào cũng có hai tem nha anh em, một tem chống hàng giả nè, đó, 7 màu, một cái tem thông tin sản phẩm ha. Tất cả sản phẩm á đều được seal rất là kỹ lưỡng nha anh em. Nếu mà anh em nhận hàng mà anh em không có thấy cái seal hoặc là cái seal nó bị bong chóc thì anh em cứ báo, bên mình sẽ đổi trả nha. Ngoài loa thì hôm nay bên mình cũng về một số tai nghe nha anh em. Đây, tai nghe mà bữa giờ rất là nhiều anh em thích luôn là tai nghe Motif. Tai nghe này là chống ồn chủ động. Đây là hai mẫu tai nghe mà mới ra mắt. Cái mẫu anh em, Motif với lại Mini 3. Thì Mini 3 bữa giờ cũng về hàng chính hãng một vài lần rồi, nhưng mà cái Motif này là lần đầu tiên mà về hàng chính hãng nha anh em. Tai nghe này là dòng tai nghe cao cấp nhất của Marshall tính tới điểm hiện tại, có chống ồn chủ động ha, có chế độ xuyên âm. Tai nghe này là loại nhét tai. Hàng của Ash nha anh em, hàng chính hãng Ash luôn, có tem 7 màu với lại thông tin sản phẩm rất là rõ ràng ha. Chế độ bảo hành là 1-1 trong 1 năm nha anh em. Hiện tại nếu mà mẫu tai nghe không dây thì đó, hiện tại là Marshall có 3 mẫu là Mode 2, Mini 3 với lại Motif. Thì nếu mà xếp theo cái giá trị á, thì là Mini 3 là giá mềm nhất, xong rồi tới Mode 2, xong rồi tới Motif. Đó, sẽ khác nhau giữa ba con này thì có lẽ là cũng nhiều anh em biết, cho nên là mình sẽ không có nói nữa. Mình chỉ nói cho anh em thấy cái hộp của nó, sản phẩm về thôi. Số lượng của Motif đợt này về chỉ có 10 con nha anh em, cho nên anh em nào thích thì nhanh chóng đặt hàng nha. Ngoài ra thì bên mình cũng có về những cái dòng tai nghe mà cũng có dây. Những cái dòng tai nghe này thì một số anh em nhiều khi là mình không có nhu cầu sử dụng cái tai nghe không dây á. Ví dụ là mình cắm trực tiếp vô những cái máy nhạc có độ phân giải lớn, hoặc là mình cắm vô những cái trực tiếp vô laptop hay này kia đó, không cần pin thì nó cắm trực tiếp vô máy. Đó, đây là hai mẫu ha. Cái mẫu này á là khác mẫu này ở chỗ là cái mẫu này thì nó chữ trắng và nó không có chế độ tăng bass. Còn con này á là mode EQ, tức là khi bạn ấn vô, anh em ấn vô á thì là nó tăng bass lên một chút xíu, nó khác này chút xíu ha.
Ngoài ra thì mình cũng về lại là Major 4 nha. Major 4 thì hiện tại là chỉ có hai màu thôi. Rất là nhiều bạn hỏi là cái Major 4 này có màu trắng hay không, thì mình xin nói là không có nha. Major chỉ có Major 3 mới có màu trắng, nhưng mà Major 3 á, hiện tại là hãng đã ngưng sản xuất rồi, nên hiện tại Major 4 á, là chỉ có màu đen với màu nâu thôi. Cái màu đen này á, thì về thì cũng nhiều nè, nhưng mà cái màu nâu này á, số lượng màu á, số lượng mà stock có sẵn rất là giới hạn nha anh em. Rồi, cảm ơn em đã theo dõi Đại Nam nha. Hôm nay là bên mình chỉ về hàng giờ đó thôi. Cảm ơn em.